Xin chào các bạn. Trong series các clip trong ngày hôm nay, tôi sẽ cùng với chúng ta bàn về vấn đề liên quan đến hoạt động về kinh doanh. Ở đây thì nó sẽ có một câu chuyện đầu tiên mà chúng ta cần phải trả lời với nhau, đó liên quan đến vấn đề việc là vậy thì doanh nghiệp đã nghĩ về marketing online nó có đúng hay sai. Gần đây thì tôi gặp khá là nhiều doanh nghiệp lớn, rất nhiều người đã từng triển khai marketing rất là nhiều. Họ đã có thể chi một ngày lên tới 10, 20 triệu, thậm chí lên tới cả 100 triệu tiền quảng cáo. Nhưng nó có một số vấn đề sau mà các doanh nghiệp đang hiểu sai lầm liên quan đến hoạt động về kinh doanh, mà nếu các bạn là những người đang gặp phải thì chúng ta cũng nên quan sát lại một chút. Đầu tiên đó chính là rất nhiều người đang có một tư duy, đó là marketing là phải ngay lập tức ra tiền. Rồi sau đó họ cố gắng là tính toán tỷ lệ lợi nhuận dựa trên việc đó là chi phí bỏ ra quảng cáo, thu về thì nó phải lãi. Ok, thì nó có thể trường hợp này đúng đối với những cái sản phẩm mà nó đang ở trong giai đoạn là xu hướng thị trường nó tốt, đối thủ cạnh tranh ít và gần như là cái chi phí marketing nó rẻ thì chuyển đổi còn lãi được. Nhưng mà đâu phải sản phẩm nào cũng như vậy. Tại vì nếu mà chỉ cần chúng ta chạy được, thị trường chỉ cần đo lường được, cảm thấy là có sóng một cái là nhiều người nhảy vào làm cái quảng cáo giống y hệt như vậy. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ thua thiệt vì vấn đề chi phí quảng cáo sẽ tăng dần. Nên rất nhiều người cứ than là ban đầu chạy ads rẻ, sau này chạy ads đắt, thế là không thực hiện được kinh doanh nữa. Và đấy là một cái tư duy marketing sai lầm. Vì nếu cứ tiếp tục làm như vậy thì các bạn chỉ bán sản phẩm theo trend, mà sản phẩm đấy thì chỉ làm được vài hôm người khác sẽ nhảy vào. Thế là bao nhiêu lợi nhuận lãi của chúng ta lại vứt hết vào hàng, và có khi là ôm một đống hàng mà chả có tiền lãi thế nào cả. Tư duy sai lầm thứ hai khi làm marketing đó chính là chúng ta cố gắng là sử dụng các kênh trả tiền để mang lại doanh số chính cho doanh nghiệp. Rất nhiều bạn lúc nào cũng phải nghĩ là chỉ bỏ tiền quảng cáo Google, quảng cáo Facebook nó có lãi luôn, tháng nào xào tháng đấy. Mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy là nếu kinh doanh dựa trên yếu tố này thì nó không thể bền vững được. Mà chúng ta cần phải xây dựng thêm hai kênh nữa, đó chính là kênh liên quan đến thương hiệu và kênh liên quan tới vấn đề về thương hiệu cá nhân. Để làm sao cho là khách hàng tự nhiên sẽ tìm đến, rồi khách hàng biết tới, yêu thích chúng ta, rồi nhảy tới mua hàng. Thì như vậy sau này các bạn mới có khách hàng lâu dài, mới có lãi được. Tôi làm marketing đến bây giờ cũng được gần 16 năm. Tôi triển khai rất nhiều doanh nghiệp, xây dựng rất nhiều hoạt động kinh doanh. Và đến bây giờ những doanh nghiệp đấy vẫn đang tồn tại, vẫn đang kinh doanh tốt. Có những doanh nghiệp không kinh doanh tốt đã phá sản mất rồi. Những doanh nghiệp nào kinh doanh được bây giờ đều dựa trên một vấn đề, đó là họ có thương hiệu, họ có sản phẩm cốt lõi, khách hàng đến mua hàng vì vấn đề là yêu thích thương hiệu và yêu thích cái người xây dựng ra thương hiệu đấy. Nó là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải xây dựng. Và trong quá trình làm phải bỏ tiền ra để duy trì được điều đó. Nhưng mà chúng ta chỉ muốn là bỏ tiền ra và ngay lập tức lãi luôn được, thế là chúng ta quên mất là mình cần phải xây dựng những kênh marketing kia. Cái thứ ba nữa mà chúng ta gặp phải trong hoạt động liên quan tới marketing, đó chính là anh chị lúc nào cũng kỳ vọng là có nhân sự về và chạy quảng cáo giúp chúng ta có lãi. Còn nếu nhân sự đấy chạy quảng cáo không có lãi thì chúng ta coi như là họ không mang lại hiệu quả. Thì rõ ràng ở đây anh chị thấy một điều là nếu chúng ta mà quảng cáo có lãi thì cái ông mà đang quảng cáo chúng ta ấy, họ sẽ thấy được ngay biên độ lợi nhuận là bao nhiêu. Và nếu sản phẩm dịch vụ này mà đi buôn và nhập được thì người ta sẽ tách các bạn và ra mà hoạt động kinh doanh khác. Cho nên các bạn thấy đấy là một yếu tố không bền vững trong hoạt động kinh doanh. Kinh doanh mà để người khác dễ dàng bắt chước và dễ dàng kinh doanh được y hệt mình thì chúng ta không làm được. Đúng không? Cho nên là nhiệm vụ của chúng ta là phải xây dựng ra những sản phẩm dịch vụ và những kênh marketing mà người khác người ta không thể ôm hết đi được. Ví dụ đơn giản bạn xây dựng thương hiệu là của bạn. Cho dù là cái người chạy quảng cáo cho bạn thì họ cũng không thể bê cái đấy đi được, tại vì nó gắn liền với cái thương hiệu của bạn rồi. Cái thứ hai đó là nhân hiệu. Bạn xây dựng ra nhân hiệu được, cái nhân hiệu cũng là của bạn, người khác không bê đi được. Đúng không? Tại vì lúc này chúng ta mới thấy là ngày xưa khi học về kinh doanh thì chúng ta cứ nghĩ là làm sao cho là quảng cáo bán hàng có lãi. Nhưng mà lúc đó chúng ta không nghĩ đến một việc, đó là bản chất của tất cả quá trình về kinh doanh nó vẫn luôn là lấy niềm tin của khách hàng. Và niềm tin thì nó đi kèm với thương hiệu và nhân hiệu. Cho nên lúc này thì vấn đề thứ tư mà chúng ta cần phải quan tâm nữa, đó là liên quan đến vấn đề phân tích chỉ số và KPI. Tôi thấy rất buồn cười là nhiều doanh nghiệp đến bây giờ hỏi tỷ lệ chuyển đổi là bao nhiêu, chi phí trên từng nhân sự app là bao nhiêu, đúng không? Rồi các tỷ lệ cuộc gọi, tỷ lệ tương tác, tỷ lệ khách hàng đến tự nhiên, traffic không đồng, rồi các cái chỉ số công việc mà chúng ta cần phải giao cho nhân sự để kéo được cái lượng traffic tự nhiên là bao nhiêu, không có. Mà lúc này chỉ có biết là chi tiền ad và thu về lợi nhuận bao nhiêu thì điều đó nó không ổn định được. Đấy là vấn đề thứ tư. Sau đó vấn đề thứ năm, đó chính là liên quan đến vấn đề về tính kế thừa. Để phát triển và kinh doanh một doanh nghiệp, một sản phẩm, chúng ta phải có tính chất kế thừa. Kế thừa ở đây nghĩa là chúng ta cần phải biết cách xây dựng quy trình, biết cách xây dựng tài liệu, biết cách xây dựng ra những cái hệ thống để sau này người khác có thể thế chúng ta được. Rồi những cái vị trí mà chúng ta đang giao việc có thể thay thế được.
chứ đâu phải bây giờ là nó sẽ phải gắn bó với một người, vì rõ ràng là con người là cái thứ khó kiểm soát nhất, nên rõ ràng bây giờ là chúng ta cần phải chỉnh sửa năm vấn đề này. Cho nên nếu mà doanh nghiệp anh chị đang gặp phải năm vấn đề này thì hãy inbox liên lạc, tôi sẽ qua doanh nghiệp anh chị nói chuyện chia sẻ để chúng ta có được những góc nhìn cũng như là biết được điểm yếu nó ở đâu, và từ đó tôi có thể giúp cho anh chị được. Thứ nhất đó là nếu mà anh chị chạy ad kém, bọn tôi có thể nhảy vào hỗ trợ chạy ad. Nếu mà anh chị chưa biết xây dựng về đa kênh, bọn tôi sẽ hỗ trợ anh chị xây dựng về đa kênh. Nếu chúng ta chưa có quy trình, chúng ta chưa có KPI, chưa có chỉ số, chúng tôi sẽ giúp anh chị xây dựng được cái đó, và từ đó nó mới là gốc để có thể phát triển được marketing một cách lâu dài. Tôi Vương Mạnh Hoàng, chuyên gia internet marketing.